Một đoạn video do các nhà hoạt động nhân quyền Syria đăng tải trên mạng Internet cho thấy hình ảnh đổ nát và những chiếc xe bị thiêu rụi sau khi các máy bay trực thăng của chính phủ Syria đã thả nhiều thùng chứa đầy thuốc nổ xuống các huyện do lực lượng nổi dậy kiểm soát và đã gây thiệt hại trên diện rộng cho khu vực. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, các vụ không kích nhằm vào các huyện Sakhr, Adda Hamra và Haydariyet ở phía đông Aleppo đã khiến ít nhất 15 người trong số các nạn nhân tử vong là trẻ em. Cuộc nội chiến giữa lực lượng quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad với phiến quân kéo dài 2 năm rưỡi qua đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng. Quân đội Syria thường xuyên triển khai các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào thành lũy của phiến quân trên khắp cả nước. Lực lượng quân đội chính phủ đã không thể giành lại phần phía đông và trung tâm của Aleppo, nơi quân nổi dậy đã chiếm được vào mùa hè năm 2012. Tuy nhiên, họ đã đẩy lùi phiến quân về cố thủ ở phía đông nam của thành phố trong những tuần gần đây.